lai thành nguyên một cái thảm luôn á. À không, bây giờ xuống dốc sướng lắm coi. Chút mình về. Hôm nay không mưa đâu chị ơi. Nay nó vui rồi. Chắc anh không mua, ví dụ mua ăn chơi đi, tại công ty nó cũng ở trên đây rồi nên anh không có mua. Đứng gần gần chụp cái, đứng xa xong rồi lại gần chụp cái nữa, chụp cho sát cái mặt. Ok. Ok ha. Ok ok. Đây là lạc Washington. Mai mai đó và làm ở Washington. Có tí thức luôn này hả? Ủa cái lại năm kia hả? Anh lại đang chụp đi. Trời ơi. Anh nói tôi không dám nhìn luôn á. Rồi cô tí nó chảy nước miếng dữ coi. Cái thiệt người ta đó chị hai. Cái này giống cái cây thông. Ừ, đúng rồi con.
À chắc có nhưng mà đã mình cái. Bây giờ coi bên nào đi rồi ta, bên đó đi rồi, bên đây. Giờ đi ra cổng ngoài đây lại. À, cái hồ nước đâu? Ừ, hồ nước ngoài đây nè. Con nói gì? Thiệt dở luôn. Dòng này, dòng này. À. Chứ Tuấn sập cái máy xuống, Tuấn quay con cá. Mẹ bơi em nhảy xuống em làm nhà chiên cá nha, trời cá kìa anh. Ô nó ngơ, nó ngóc đầu lên nè. Con này nó đói. Đâu ha, từ từ em, từ từ. Con cá mày ngoài đợi quá. Vút vút tay nó quên nữa. Nha.